Rồi, thân mến chào quý cô bác anh chị mình nha. Kính chúc quý cô bác mình ngày mới thật là nhiều sức khỏe nha. Bữa nay chiều mát mẻ ra thăm mấy cây sứ con này. Mấy bữa nay ổng mưa dầm á, mới vừa mưa xong nè. Bộ lá nó nè, còn ướt nhẹp nè. Ra thăm nó thấy có mấy cây sứ đột biến lá cẩm thạch á, màu trắng tinh luôn. Nhìn rất là cưng luôn cho nên ngẫu hứng cho nên quay khoe với lại quý cô bác anh chị mình cùng xem chung cho vui. Sẵn tiện mình nói chuyện rồi chơi cho đỡ buồn. Mấy nay cũng lâu quá không có làm một cái video nào hết. Cái này mấy cây sứ con hạt lai nữa nha. Cái này mới vừa sang qua cái chậu 7. Như mấy cái cây nhỏ mình gieo từng hạt lên á thì mình sẽ sang lên từ từ. Cây nó càng bự thì mình sẽ sang lên cái chậu khác. Một dải luôn này, quá chừng này. Đó. Thì cái mùa mưa này nè cả nhà, mình chơi sứ thì cái mùa mưa này cũng rất là cực nha, mình chăm cây nó cũng rất là cực luôn. Thứ hai nữa là mùa mưa cái thời tiết nó thay đổi á, thì khí hậu nó cũng thay đổi thì nó sẽ sinh ra nhiều cái loại nấm bệnh nữa. Đối với cây sứ thì nó mùa mưa này rất là cực luôn, tại vì nấm bệnh, đó. Nấm lá là nấm trong chất trồng rồi đủ thứ hết à. Thì quý cô bác mình thường xuyên mùa mưa này mình xịt phun thuốc trị nấm bệnh phòng ngừa nha. Cây không bệnh mình cũng phun luôn. Ví dụ một tuần 10 bữa gì đó mình phun thuốc để ngừa nấm bệnh rồi nha. Chẳng hạn như loại thuốc thông dụng như là Antracon, Ridomin rồi đó, Mancozeb xanh. Thì mấy cái đó mình cứ thay phiên nha mình xịt. Cứ tuần lễ 10 bữa gì đó là mình xịt một lần. Để ngừa nha, chứ nếu mình không ngừa khi mà cây nó đã phát bệnh đó rồi là mình có mình phun nó cũng không có hết nổi đâu. Tại cái tốc độ lây lan của cái loại nấm bệnh nó rất là nhanh luôn. Nếu như nó bị phát bệnh rồi thì nó sẽ lây truyền từ cây này sang cây khác. Lúc đó mình phun thì nó rất là chậm, nó sẽ khó, rất là khó hết nha. Cho nên mình phun ngừa trước thì nó sẽ tốt hơn nha cả nhà. Thì bữa nay chủ yếu là quay khoe cây rồi chơi cho vui thôi nha. Lại sẵn hồi em quay mấy cây lá cẩm thạch rồi, cho quý cô bác mình cùng ngắm luôn. Ở đây một vàng nữa nè, vàng bên đây thì nó lớn hơn một chút nè, loại nấm bệnh như đốm lá vậy nè, mấy cái bệnh đốm lá nè, đốm lá này nó lây lan dữ lắm nha, nếu mình không phun ngừa nó thì nó sẽ lây từ cây này sang cây khác rất là nhanh luôn, nên mình phải phun thuốc thường xuyên, phun Mancozeb xanh, Antracon, Ridomin đó, mấy cái loại đó mình cứ thay phiên mình kết hợp nha mình phun. Đốm mấy cái lá này nếu mình rảnh thì mình lặt bỏ đi, nếu như mình thấy thì mình lặt bỏ, quá chừng quá đắt luôn. Đây có hai cây cẩm thạch này, cẩm thạch này thì cái lá nó đột biến xám, lá xám, còn cây bên đây thì lá trắng, cái này cẩm thạch nó có đốm xanh trắng này. Cũng đẹp, bộ lá cũng rất là ok luôn, nhưng mà chưa đẹp đâu, chút nữa còn hai cây bên kia kìa, nhìn rất là phê luôn, chút nữa mình sẽ quay sau. Giờ mình quay một số cây khác. Cái bên đây là mình sang trước cái lô bên kia, toàn bộ là cái hạt không nha cả nhà, nhưng mà nó ra bông thì mình chưa biết được nó bông sẽ như thế nào nữa, không biết là đẹp hay xấu, chưa biết được. Không phải mấy cái hạt thì nó tùy nó chứ không phải là mình nói là mình lấy mình thụ phấn trên cái cây đẹp thì chắc chắn nó sẽ ra bông đẹp, không chưa chắc đâu nha cả nhà. Nhiều khi nó còn ra được cái giống khác, nó có thể là theo cái giống cũ của nó là cái giống cây gốc á, tức là cây mẹ là cái gốc ghép á. Cho nên mình cũng chưa chắc chắn 100% là nó sẽ ra bông đẹp được hết. Cũng có cây này, cây khác, cây đẹp, cây xấu. Chứ mà muốn đẹp hết thì cũng hơi khó nha cả nhà. Cái nào cũng vậy, có khác thì nó mới hấp dẫn. Chứ đẹp hết thì nó lấy đâu ra cây xấu. Quá chừng. Mấy cây cẩm thạch còn nữa. Bên đây là mấy cây nhỏ
mấy cây nhỏ, chẳng hạn như mình gieo chung một cái khay á, có cái đầu cây nó cỡ 4-5 lá như vậy nè, 4-5 lá bắt đầu mình sang ra cái chậu nhỏ như vậy. Chậu này ra mình đang sử dụng là chậu mẫu C5 nha, chậu C5, còn bên đây là chậu C7. Thì nó lớn lên một chút, cây này nó sẽ lớn lên một chút thì mình sẽ sang qua cái chậu C7. Ví dụ nó lớn như cây này đi, lớn hơn một chút nữa cũng được, lớn hơn một chút nữa là mình sẽ sang qua cái chậu C7 bên đây, cho cây nó phát triển lớn từ từ. Chứ một lần mọc mà mình trồng cái chậu bự quá cho nó lớn một lần mọc thì nó rất là chậm nha. Tại vì nó lạnh rễ thì cây nó sẽ lâu lớn. Y như một đứa con nít á, mà mình mua bộ đồ cho nó bự quá nó bệnh thì nó sẽ cảm thấy nó khó chịu nha, ngột ngạt, lạnh lẽo cũng khó mà bệnh. Cho nên mình cần mua cho nó cái chậu nào đó nó thích hợp thôi, không nên quá bự. Bữa nay chủ yếu đi nhổ cỏ rồi chơi. Còn đây cái lô lớn nè, mấy cái lô này thì lâu lắm rồi nhưng mà giờ mùa mưa nó không ra bông, cả đống cả làng luôn. Mấy cây bên đây thì nhiều lắm nha, nếu ai có mua thì toàn bộ là cây hạt không nha. Ai có mua thì liên hệ mình nha, giá từ 25 đến 30 ngàn một cây, 50 ngàn cũng có luôn, 25, 30 cho tới 50 ngàn nha cả nhà, mỗi một cây. Đó. Cây nào nó cũng cỡ như thế nè, đây đó, phủ đẹp không nè đó. Nhưng mà chưa biết bông gì nha, cái này mình mua là coi như hên xui, lấy đại thôi chứ mùa mưa nó không có ra bông. Đây, để quay phe với cả nhà mình một em cẩm thạch lá trắng nè, nhìn cưng lắm. Thấy cái bộ lá nó thấy phê không đó nha, nó trắng tinh luôn á, trắng nhìn đã lắm nha. Nhưng mà cái dòng xứ đột biến này nó cũng khó lắm nha cả nhà. Có khi là nhiều khi nó nhỏ như vậy nó đột biến cẩm thạch, nhưng mà khi một thời gian sau nó lại mất cẩm thạch cũng không chừng nữa. Có nhiều cái trường hợp như vậy lắm nha. Nhiều khi mình cũng bán cho một số cô chú được nhiều cây cẩm thạch á, về người ta trồng một thời gian sau á tự nhiên nó mất cẩm thạch luôn. Đột biến mà như vậy nó mới vui, lâu lâu nó biến ra cẩm thạch, lâu lâu nó lại biến lại bình thường. Đã không? Còn cái cây bên đây cái bộ lá nó nhìn y như là bông sen luôn nè. Đây, đã cho cả nhà. Ôi ơi, cái lá nhìn chỉ cần nhìn bông, nhìn lá thôi là còn phê hơn bông nữa. Nhìn cái lá nó là đẹp y như bông sen luôn. Y như mấy cái bông sen trắng vậy đó. Đã không? Nhìn bộ lá thôi thấy cưng à. Phê không? À, thấy mê ấn à. Đã chưa? Trồng mớ xứ này nọ nhổ cỏ không đủ mệt nữa. Nhổ hoài không sao hết được nha. Nhổ vậy chứ một tuần sau có lúc lên là nhóc nữa. Không nhổ thì không được. Ui, phê không? Rồi bữa nay chiều mát mẻ cũng quay một số cây cho cả nhà mình cùng xem chung cho vui nha. Chứ không có gì hay ho hấp dẫn hết. Thì cũng kính chúc quý cô bác mình một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Rồi nếu quý cô bác mình có yêu thích hoa sứ thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha cả nhà. Để khi nào mình có những cái gì hay hay thì mình sẽ đăng lên. Thì quý cô bác mình có yêu thích thì mình xem chung cho vui. Rồi xin chào cả nhà. Chúc tất cả một ngày mới thật là nhiều sức khỏe. Đây mới bẻ mấy trái chưa quay khỏe mấy cả nhà mình. Mới bẻ mấy trái sứ nữa nè. Đã 1 2 3 4 trái. Chín à, nó chín thì nó tét ra nhìn nè. Nó tét ra vậy thì mình lấy hạt ra mình gieo thôi. Đó, kinh chưa? Đã không? Ôi, sẵn tiện quay khỏe với cả nhà mình mấy cây sứ mình đang nuôi trái luôn. Cây này cây hoàng lan, hoàng lan cái trái của nó về đây. Đó, còn bên đây có cái cặp sứ nè, ở nhà thấy cái cặp, cái trái cặp này nó, cái trái của nó là gần 2 gang tay luôn đó nha, dài chứ sợ không, nó bự nữa nè. Ừ, nó bự bằng ngón cái luôn, dài sọc luôn. Đó, nhìn mà. Còn ở đây thì nó teo nhát, nó lớn không nổi. Cái trái này nó nuôi sao mà mập. Cây này cây màu tím, tím đen luôn nè.
Còn đây cây kim anh, kim anh đang cho trái này, sắp già hết rồi, trái lủng lẳng luôn, nuôi trái lớn không nổi, cây lớn không nổi luôn. Chú cha, cái này cái nhánh bị thúi rồi, hồi nãy về mà mình không thấy thúi cái nhánh rồi cả nhà, thúi hư cái nhánh này luôn rồi. Ở đây có ba trái chứ, thúi hư nhánh luôn rồi. Mấy cái nhánh mà nó thúi là nó sẽ thúi luôn xuống thân luôn nha cả nhà, nguy hiểm lắm nha. Đã chưa?